Các bạn đang nghe truyện đô thị siêu cấp y sư trên kênh TV Audio CV. Chương 1029, rồng có vẫy ngược, thượng. Nhìn gì? Có tin ta đâm ngươi thêm lần nữa không? Cảnh sát nhân dân mập, bị ánh mắt của các thắng minh làm cho nổi da gà, lớn tiếng nói. Ta tin, nhưng ngươi sẽ hối hận. Con trai ta biết ta bị ngươi đánh như thế này, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Các thắng minh cắn răng nói con trai ngươi tiểu vương nghe vậy đầy vẻ mỉa mai khinh thường nói ngươi có biết chủ nhân của chiếc bmw kia là ai không ngươi có biết những người ngươi đánh là ai không nói ra chắc chắn sẽ dọa chết ngươi ngươi nên thành thật khai báo chuyện đánh nhau biết đâu họ thấy ngươi hợp tác mà tha thứ còn con trai ngươi đừng lôi hắn vào ngươi lái một chiếc xe tải rách nát con trai ngươi có giỏi giang thế nào cũng không thể so với lãnh đạo kim sơn huyện Lãnh đạo thành phố Kim Châu hay các đại gia. Các Thắng Minh nghe vậy, không những không bị hù dọa mà còn nở một nụ cười lạnh, để lộ ra hàm răng trắng, như một con thú đang lộ nanh vuốt sắc bén. Ngươi còn dám hung hăng với ta à? Tiểu Vương giơ cao cây côn cảnh sát, mặt mày đầy hung ác. Thôi đi Vương ca. Bọn họ cũng đã xui xẻo lắm rồi, nhanh chóng làm biên bản khẩu cung rồi xong việc đi. Tiểu Lâm, một cảnh sát trẻ khác, rõ ràng còn có chút lương tâm thấy tiểu vương lại giơ cây côn lên trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng và bất đắc dĩ liền kéo tay tiểu vương khuyên nhủ tiểu lâm chỉ là một cảnh sát bình thường còn diệp tân hạo không chỉ có hắn cậu làm phó thị trưởng mà còn có cha là một đại gia bất động sản ở thành phố kim châu quyền lực và tiền bạc đều không thiếu thêm vào đó diệp tân hạo còn có mối quan hệ thân thiết với đồn trưởng đồn công an làm sao một cảnh sát bình thường như tiểu lâm dám kháng lệnh nể mặt tiểu lâm ta hôm nay không làm khó ngươi. Đồ nhà quê, còn không biết thân biết phận mà dám lớn lối ở Kim Sơn huyện này. Tiểu vương, mặc dù bị tiểu lâm kéo lại, nhưng trong lòng vẫn đầy khó chịu, lẩm bẩm vài câu rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi, tiểu vương còn ném lại một cái nhìn kinh bỉ và trào phúng về phía các thắng minh và hứa tố nhã. Các thắng minh định phản ứng lại, nhưng bị hứa tố nhã ngăn lại. Thôi đi, thắng minh, người ta nói đại trượng phu không ăn thiệt trước mắt. Chúng ta nhẫn nhịn một chút. Hứa tố nhã khuyên nhủ Nhìn xem, vợ ngươi còn biết điều hơn ngươi. Tiểu vương chỉ vào hứa tố nhã, cười mỉa mai. Hứa tố nhã không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn lại. Được rồi, tên họ là gì? Ở đâu? Tiểu vương vỗ bàn hỏi. Biết rồi còn hỏi. Các ngươi đã có thể căn cứ của chúng ta, trên đó không ghi rõ sao?" Các Thắng Minh tức giận nói. "Mẹ kiếp, ngươi muốn chết à?" Tiểu Vương giận dữ, giơ côn cảnh sát lên đe dọa. "Thôi đi Vương ca, ngươi bớt giận, để ta hỏi đi." Tiểu Lâm vội kéo Tiểu Vương lại. "Ta đã nói rồi, loại người này không hung hăng một chút là không được." "Thôi ngươi làm người tốt đi, ta cũng lười phí sức." Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng Tiểu Vương vẫn nể mặt Tiểu Lâm không làm khó thêm lẩm bẩm vài câu rồi rời đi hai người chúng ta không nói chuyện mờ ám chuyện này các ngươi chịu thiệt chắc rồi ta cũng không giúp được gì mong các ngươi hợp tác một chút tiểu lâm nói với các thắng minh và hứa tố nhã được ngươi hỏi thì ta trả lời các thắng minh hiểu rằng tiểu lâm cũng không có quyền quyết định liền gật đầu đồng ý xin lỗi vì đã làm phiền tiểu lâm cười gượng rồi bắt đầu hỏi cung theo quy trình nhưng sau khi hỏi xong, Tiểu Lâm chỉ biết nhăn nhó. Dù hắn hỏi gì, các Thắng Minh và Hứa Tố Nhã đều khẳng định rằng lỗi hoàn toàn là của Diệp Tân Hạo và bọn họ không chịu thay đổi lời khai. Thế này thì khó xử lý lắm. Tiểu Lâm cười khổ. Sự thật là thế, dù chúng ta bị ép phải cúi đầu, nhưng chúng ta cũng có lòng tự trọng và cốt khí. Bảo chúng ta tự bôi nhọ mình thì thà giết chúng ta còn hơn. Vợ chồng các Thắng Minh thái độ kiên quyết tiểu lâm cảm thấy khó xử cầm biên bản khẩu cung đứng dậy nếu họ không thay đổi lời khai hắn cũng chỉ biết nộp lên cho cấp trên xử lý nhưng điều này có thể khiến đồn trưởng gọi người khác đến thẩm vấn lại hoặc sử dụng biện pháp thô bạo hắn là một cảnh sát bình thường không thể quyết định được đồng chí cảnh sát chúng ta có thể gọi điện thoại không các thắng minh do dự hỏi vương cảnh sát dù nói chuyện không đúng mực nhưng hắn cũng có lý nếu các ngươi gọi điện thoại có thể sẽ hại con trai mình tiểu lâm nói không con trai của ta rất lợi hại hắn quen biết nhiều người các thắng minh đáp tiểu lâm nghe vậy lắc đầu không tin thôi bỏ đi ta sẽ cố gắng nói giúp cho các ngươi vừa nãy phùng đồn trưởng có vẻ thái độ không bình thường có lẽ vẫn có khả năng chuyển biến hai người chỉ là dân quê lại lái chiếc xe tải rách nát Tiểu Lâm không thể tin con trai họ lại lợi hại như vậy. Trong khi đó, ở văn phòng đồn trưởng, Phùng đồn trưởng và Diệp Tân Hạo đang xem xét kỹ lưỡng những phỉ thúy và vòng tay. Sư Huynh, có gì đặc biệt không? Diệp Tân Hạo hỏi. Không thấy gì rõ ràng, nhưng khi cầm trong tay, ta luôn có cảm giác rất lạ, thậm chí có chút mơ hồ. Phùng đồn trưởng nói. Sư Huynh cũng có cảm giác đó sao? Ta cũng vậy. Diệp Tân Hạo nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng gật đầu. Phùng đồn trưởng và Diệp Tân Hạo không hề hay biết rằng, tại thời điểm này, trong một chiếc xe Jeep, một thanh niên trẻ tuổi đang tỏa ra sát khí khiến cả từ lũy và tắc tính cảm thấy lạnh lưng, như thể đại họa đang cận kề, thậm chí Dương Ngân Hậu cũng cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Xảy ra chuyện gì đông hút? Dương Ngân Hậu, nén lại cảm giác sợ hãi, trầm giọng hỏi. Có lẽ cha mẹ ta đang gặp rắc rối. Các đông hút đặt điện thoại xuống, trầm giọng đáp. Trên hộ thân Ngọc Phù có chứa một giọt bản mệnh tinh huyết của các đông hút. Dù đã rời khỏi bản thể, nhưng khi có biến cố, các đông hút vẫn có thể cảm ứng được. Vừa nãy, khi hộ thân Ngọc Phù liên tục tiếp hoạt, các đông hút cảm nhận được sự lo lắng, bèn gọi điện thoại nhưng không thể liên lạc được, khiến hắn không khỏi động sát cơ. Rồng có vẫy ngược, các đông hút cũng vậy. Cha mẹ chính là vẫy ngược không ai được động đến của các đông hút khi nghe các đông hút nói rằng cha mẹ hắn có thể đang gặp nguy hiểm từ lũy không khỏi cảm thấy tay lái trong tay mình rung lên cảm giác toàn thân như bị đóng băng da đầu tê dại trong mắt hiện lên nỗi lo lắng sâu sắc có câu nói thiên tử giận dữ thay nằm trăm vạn máu chảy thành sông các đông hút tuy không phải là thiên tử nhưng trong thời kỳ đạo pháp suy tà này hắn là một trong những nhân vật mạnh mẽ và đáng sợ nhất mà từ lũy biết nếu cha mẹ của các đông hút gặp chuyện gì khiến hắn nổi giận và bộc phát sát cơ thì hậu quả sẽ không khác gì một vị thiên tử đang tức giận từ lũy có thể nghĩ đến điều này thì dương ngân hậu cũng vậy hơn nữa dương ngân hậu còn hiểu rõ hơn về sức mạnh khủng khiếp của các đông húc nhưng đồng thời hắn cũng tin tưởng vào tâm tính vững vàng của các đông húc với một đạo tâm kiên định các đông húc đã đạt được thành tựu hiện tại điều này không phải dễ dàng bị lay động tuy nhiên dù tin tưởng vào các đông húc dương ngân hậu vẫn lo lắng về khả năng cha mẹ các đông hút gặp nguy hiểm nếu điều đó thực sự xảy ra có lẽ các đông hút sẽ không còn giữ được tâm tính của mình đông hút ngươi không cần lo lắng quá cha mẹ ngươi có ngọc phù hộ thân mà ngươi đã trao cho họ họ sẽ không gặp nguy hiểm hơn nữa đây là thời đại của pháp luật không giống như trước kia nên những sự việc nhỏ nhặt sẽ không đe dọa đến tính mạng hãy bình tĩnh dương ngân hậu vỗ vai các đông hút trấn an Nhờ sự động viên của Dương Ngân Hậu, các đông hút nhanh chóng bình tĩnh lại, thu hồi sát khí và nói, sư huynh yên tâm, ta tự tin có thể xử lý. Khi các đông hút thu hồi sát khí, mọi người trong xe đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó, các đông hút lấy điện thoại di động ra và gọi cho Trịnh Tử Kiệt, phó tỉnh trưởng kim trưởng phòng công an tỉnh Giang Nam. Các chủ nhiệm, có việc gì không? Trịnh Tử Kiệt lên tiếng với giọng đầy kính trọng khi nhận cuộc gọi. Trịnh Giám đốc, ta cần nhờ ngươi tra cứu hành tung của một chiếc xe tải nhỏ ngủ lăng trong xe là cha mẹ của ta họ có lẽ đang trên đường từ lâm châu về ôn châu nhưng ta không chắc chắn về vị trí cụ thể ngươi có thể giúp ta kiểm tra không các đông hút nói rõ yêu cầu trịnh tử kiệt nghe vậy liền giật mình biết rằng chuyện liên quan đến cha mẹ của các đông hút hắn không dám chậm trễ và ngay lập tức ra lệnh cho các đơn vị kiểm tra camera giao thông trên toàn tuyến không lâu sau, từ Kim Sơn huyện có thông tin phản hồi rằng chiếc xe của cha mẹ các Đông Húc đã rời khỏi xa lộ tại khu vực Kim Sơn khoảng 40 phút trước. Trịnh Tử Kiệt lập tức thông báo tin này cho các Đông Húc. "Các chủ nhiệm, ngươi cần ta ra lệnh cho cảnh sát tại Kim Sơn huyện tìm kiếm không?" Trịnh Tử Kiệt hỏi. Các Đông Húc biết rằng đoàn xe của mình đang tiến gần tới Kim Sơn huyện. Dựa vào Ngọc Phù chứa bản mệnh tinh huyết, trong phạm vi một huyện hắn có thể cảm nhận được phương vị của cha mẹ mình nhanh chóng hơn là dựa vào cảnh sát. Hơn nữa, hắn không muốn gây xôn xao không cần thiết. Cảm ơn trịnh giám đốc, không cần thiết đâu. Chỉ cần biết họ ở Kim Sơn huyện là đủ, ta có thể tìm thấy họ nhanh chóng. Các đông hút quyết định. Được, nếu có gì cần, ngươi cứ liên hệ với ta. Trịnh tử kiệt đáp lại. Sau khi cúp máy, các đông hút quay sang từ lũy và ra lệnh, xuống đường cao tốc tại Kim Sơn huyện, sau đó đi thẳng đến cảnh khu Kim Sơn. Xe nhanh chóng ra khỏi đường cao tốc và hướng về phía cảnh khu Kim Sơn, trong khi các đông hút nhắm mắt cảm nhận ngọc phù chứa bản mệnh tinh huyết. Dù việc cảm ứng bản mệnh tinh huyết không dễ dàng, nhất là khi nó đã rời khỏi bản thể, nhưng trong phạm vi một huyện, các đông hút vẫn có thể xác định được phương vị. Chắc chắn, họ đang ở hướng cảnh khu Kim Sơn. Các đông hút mở mắt, trầm giọng nói. Ở cảnh khu Kim Sơn, Phùng đồn trưởng và Diệp Tân Hạo đang ngắm nghía nhẫn phỉ thúy và vòng tay. Dù sao thì, Diệp Sư Đệ, chiếc nhẫn và vòng tay này thực sự có điều gì đó đặc biệt. Chúng ta nên đem cho Sư Tổ xem xét, lão nhân gia nhất định sẽ biết rõ. Nếu thật sự là Pháp Bảo, ngươi có thể giúp ta nói vài lời tốt với Sư Tổ. Ta đã làm đồn trưởng ở đây nhiều năm, có lẽ nên chuyển đến vị trí khác rồi. Phùng đồn trưởng nói. Ha ha, Kim Sơn Cảnh Khu là nơi sơn môn của chúng ta. Sư tổ sắp xếp ngươi ở đây nhiều năm không nhúc nhích, đó là vì người tin tưởng ngươi. Làm việc ở đây cũng giống như được hưởng phúc, ngươi không biết quý trọng thôi. Diệp Tân Hạo cười nói. Nếu ta còn trẻ lại 10 tuổi, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng ta đã đạt đến giới hạn trong tu hành. Ở lại đây chỉ là lãng phí thời gian. Phùng đồn trưởng cười khổ. Ha ha, nếu chí sư huynh đã ở hoạn lộ, lần này ta sẽ thừa dịp trình hai món báu vật này, cùng sư tổ lão nhân gia thảo luận một chút. Diệp Tân Hạo cười gật đầu nói, rõ ràng hiểu ý của phùng đồn trưởng. Cảm tạ Diệp sư đệ, sư tổ từ trước đến giờ coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi nói, chắc chắn không thành vấn đề. Sau này nếu sư đệ có việc, ta chắc chắn sẽ không tiếc nhào canh đạo hỏa, nghĩa bất dung từ. Phùng đồn trưởng nghe vậy không khỏi đại hỷ mà nói. Ngày nay, đạo Pháp không còn được coi trọng, nhiều môn phái đã từ bỏ lối sống ẩn dật, lần lượt bước vào thế tục, thăm hở kinh doanh tiền tài và quyền thế. Kim Sơn Phái cũng không ngoại lệ, hơn nữa so với đa số môn phái khác, họ càng nhiệt tình hơn trong việc kinh doanh thế tục. Vì vậy, Kim Sơn Phái thích thu nhận một số phú hào hoặc thân thích của quan viên nhập môn. Diệp Tân Hạo, cậu là phó thị trưởng, phụ thân là tổng giám đốc của một công ty địa ốc lớn ở thành phố Kim Châu. Hàng năm, gia đình diệp tân hạo đều hỗ trợ kim sơn phái không ít vì thế vị đồ tôn này được trưởng môn sư tổ của kim sơn phái rất coi trọng và yêu thích thiên phú tu vi của hắn chỉ là thứ yếu đương nhiên trong thời đại khác nhau niềm tin vào quỷ thần ngày càng ít diệp tân hạo với gia thế hiển hách trong mắt mọi người ở thành phố kim châu cũng thuộc tầng lớp quý tộc theo lý người như hắn sẽ không dễ dàng bái đạo sĩ làm sư tin vào những chuyện thần quỷ nhưng việc Diệp Tân Hạo bái nhập Kim Sơn Phái là có nguyên do. Năm 15 tuổi, Diệp Tân Hạo đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ mà không bác sĩ nào có thể chẩn đoán. Trong lúc tuyệt vọng, cha mẹ hắn mới bắt đầu cầu thần bái Phật. Nghe nói Kim Vân Quang trên núi Kim Sơn nổi tiếng linh thiên, quan chủ Tôn Dung Thiên pháp lực vô biên, họ liền đến đó cầu cứu. Không ngờ, Tôn Dung Thiên chỉ cần nhìn qua đã nhận ra Diệp Tân Hạo bị ác quỷ cuốn thân, liền ngay trước mặt gia đình hắn, đuổi ác quỷ đi, bệnh lạ của diệp tân hạo lập tức khỏi hẳn sau đó quan chủ lại nói rằng diệp tân hạo có thể chất dễ bị quỷ ám cần phải tu hành trong môn phái để bảo vệ bản thân thế là diệp tân hạo bái nhập kim sơn phái kim sơn phái là một môn phái chính tông vẫn có một số bản lãnh thực sự sau khi gia nhập diệp tân hạo cũng học được một số kỹ năng dù so với lữ bán tiên từ nhỏ đã tu hành hắn còn thua xa nhưng ít nhất cơ thể trở nên mạnh khỏe hơn hầu như không bệnh tật cũng mở mang không ít tầm mắt vì thế diệp tân hạo ngày càng kính trọng sư tổ gia đình hắn bao gồm cả cậu phó thị trưởng vào ngày lễ ngày tết cũng không thể thiếu việc đến kim vân quan dân hương và cúng tiền những điều này là ngoài lề trở lại câu chuyện chính diệp tân hạo sau khi nghe phùng đồn trưởng đại biểu lòng cảm kích trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói sư huynh nói quá lời nói quá lời khi diệp tân hạo đang khiêm tốn tiếng gõ cửa vang lên nghe tiếng gõ cửa hắn lập tức cất nhẫn phỉ thúy và vòng tay trên bàn phùng đồn trưởng thấy diệp tân hạo cất đi nhẫn và vòng tay mới lên tiếng vào đi người bước vào là tiểu lâm thấy diệp tân hạo cũng ở đây hắn âm thầm lo lắng nhưng vẫn nhắm mắt đưa lên bản khẩu cung nói đồn trưởng đây là khẩu cung của vợ chồng các thắng minh họ kiên trì nhận định tiểu lâm chưa kịp nói hết phùng đồn trưởng đã phất tay ngăn hắn khinh thường lật qua khẩu cung bản rồi nhìn tiểu lâm với vẻ không hài lòng tiểu lâm ngươi đã tham gia công tác hai năm rồi sao vẫn không tiến bộ chút nào chuyện nhỏ này cũng không làm xong đồn trưởng thái độ của họ kiên quyết ta cũng không có cách nào tiểu lâm đáp trong lòng âm thầm uất ức hắn biết ý phùng đồn trưởng nhưng là cảnh sát nhân dân hắn không thể làm cái chuyện vu oan giá họa đó phùng đồn trưởng nghe vậy càng bất mãn nhìn tiểu lâm rồi đưa bản ghi khẩu cung cho dịp tân hạo sư đệ ngươi xem chuyện này giải quyết thế nào xe đã mua bảo hiểm công ty bảo hiểm sẽ bồi thường chuyện này thành ra như vậy chủ yếu là do xe bị va chạm trong lòng họ khó chịu hơn nữa hai kẻ nhà quê kia lại không biết thân biết phận thái độ cứng rắn nên phan thần đông mới không kiềm chế được mà đánh nhau tuy nhiên tính khí của hai kẻ nhà quê này đúng là vừa thối vừa cứng không cần phải giằng vạch với họ nữa nhốt họ một ngày nửa ngày rồi thả đi dịp tân hạo nhíu mày nói hắn bây giờ chỉ quan tâm đến những phỉ thúy và vòng tay, không muốn dằn vặt thêm với các thắng minh và hứa tố nhã. Cũng tốt. Phùng đồn trưởng cũng không muốn thêm chuyện, thấy Diệp Tân Hạo không muốn tiếp tục, liền gật đầu, sau đó giao lại đồ vật cho Tiểu Lâm, nhúc họ nửa ngày, rồi thả đi. Được rồi. Tiểu Lâm không ngờ Phùng đồn trưởng và Diệp Tân Hạo lại dễ nói chuyện như vậy, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa túi đựng đồ vật của vợ chồng các thắng minh lên bàn. Nhưng khi đưa túi lên, hắn phát hiện thiếu hai món đồ, lông mày không khỏi nhíu lại, hỏi: "Đồng trưởng, đồ vật có phải là thiếu hai cái không?" "Tiểu Lâm, ngươi nói gì vậy?" "Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và Diệp tiên sinh lại tham ô đồ của hai kẻ nhà quê sao?" Phùng đồng trưởng lập tức trừng mắt nói. "Ta dĩ nhiên không có ý đó, ta chỉ là nhớ." Tiểu Lâm định nói tiếp. "Được rồi, đi ra ngoài đi." Phùng đồng trưởng không để hắn nói thêm tay nói. Tiểu Lâm nhìn phùng đồn trưởng, rồi nhìn Diệp Tân Hạo đang ngồi vắt chân hút thuốc. Nghĩ đến thân phận của vợ chồng các thắng minh, chắc chắn họ không thể mua đồ trang sức quý giá. Hơn nữa, trước đó hắn cũng đã xem qua những phỉ thúy và vòng tay kia, phẩm chất như vậy, giá trị không đáng bao nhiêu. Cuối cùng, do dự một chút, hắn gật đầu rời khỏi văn phòng đồn trưởng. Ngươi có tên thủ hạ đầu óc chậm chạp quá vì hai người nông dân ở xương khê huyện mà dám nghi ngờ ngươi. Diệp Tân Hạo đợi Tiểu Lâm đi khỏi, phun một vòng khói nói. Hết cách rồi, thời đại này có mấy người đầu óc chậm chạp, nếu không ta cũng không ở chỗ này ngẩn ngơ hơn 10 năm. Chưởng môn sư tổ không phải là vì có ta ở đây, mọi việc trong môn phái mới được thuận tiện sao? Phùng đồn trưởng nói. Vậy thì đúng rồi. Thôi, ta đi Kim Vân quan trước. Diệp Tân Hạo nói ta sẽ cho người lái xe đưa ngươi đi. Phùng đồn trưởng gật đầu, đứng dậy cùng Diệp Tân Hạo rời khỏi văn phòng. Bên ngoài, đám người phan thần đông mỗi tên một kiểu, người thì vắt chân, người thì gác chân lên bàn. Mặc dù cảnh sát trong phòng khách không nói gì, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ vẻ bất mãn và khinh bỉ. Phùng đồn trưởng thấy vậy chỉ nhíu mày, nhưng không nói gì. Đám người phan thần đông tuy không thể so với Diệp Tân Hạo, nhưng cũng là những công tử có chút thế lực trong huyện trong thành phố phùng đồn trưởng không muốn đắc tội với họ diệp ca ngươi tới rồi thấy diệp tân hạo cùng phùng đồn trưởng từ phòng làm việc bước ra đám người phan thần đông liền vội vàng đứng dậy từng diệp tân hạo gật đầu ánh mắt lướt qua đám người phan thần đông thấy nhiều người mặt mũi bầm tím hắn không khỏi nhíu mày nghĩ đến những vĩ thúy và vòng tay trong túi trong lòng hắn nảy ra ý tưởng bèn nói sư phụ cùng sư tổ ta đều là những người tu hành cao thâm các ngươi với bộ dạng này mà đi gặp họ thì không thích hợp hay là để hôn khác đi người bị đánh thảm nhất trong đám chính là phan thần đông nghe diệp tân hạo nói vậy hắn không nhịn được mà rùng mình đau đến nỗi phải hít một ngụm hơi lạnh hôm nay không đến được thì thôi nhưng diệp ca ngươi xem mặt ta đi nếu bị ngươi đánh thì ta còn chịu được nhưng bị một tên nhà quê đánh ta không thể nào nuốt trôi được cơn giận này vừa nãy ta nghe nói phùng đồn trưởng định nhốt họ một trận rồi thả ra có đúng vậy không phan thần đông chỉ vào mặt mình căm phẫn nói vậy ngươi muốn thế nào muốn họ đền tiền sao nhìn dáng vẻ của họ thì cũng không bồi được bao nhiêu hơn nữa nhà ngươi có thiếu tiền sao diệp tân hạo hỏi bồi cái gì chứ ta chỉ muốn trút giận đánh họ một trận cho hả dạ Phan Thần Đông nói thẳng, không kiên dè trước mặt phùng đồn trưởng và đám người. Một số cảnh sát trong đồn nghe thấy vậy liền nhíu mày, ánh mắt họ lộ vẻ phẫn nộ và chán ghét. Tuy nhiên, một số ít, trong đó có tiểu vương, lại lộ ra vẻ mặt hả hê. Vậy các ngươi khống chế một chút, đừng làm lớn chuyện. Diệp Tân Hạo cảm thấy đã biết rõ lai lịch của các thắng minh và hứa tố nhã, nên không để họ vào lòng. Thấy đám người phan thần đông hừng hực khí thế, hắn cũng lười ngăn cản chỉ gật đầu đồng ý rồi nói nhỏ vào tai phan thần đông yên tâm đi diệp ca điểm này chúng ta vẫn hiểu rõ phan thần đông thấy diệp tân hạo đồng ý liền lộ ra vẻ hưng phấn cùng nụ cười dữ tợn diệp tân hạo gật đầu sau đó quay lại gật đầu với phùng đồn trưởng rồi rời khỏi đồn công an bên ngoài đồn một chiếc xe cảnh sát đã sẵn sàng chờ diệp tân hạo liền lên xe hướng về giữa sườn núi kim vân quang mà đi Kim Vân Quang nằm trong khu cảnh quan Kim Sơn, là một điểm tham quan nổi tiếng với hương khói dồi dào. Có con đường nhỏ uốn lượn lên núi dẫn đến Kim Vân Quang, còn có một con đường bàn sơn nhỏ không mở ra cho người ngoài, dẫn thẳng tới hậu viện Kim Vân Quang. Diệp Tân Hạo vừa đi, đám người phan thần đông liền không nhẫn nại được, muốn đến phòng thẩm vấn để tính sổ với các thắng minh. Phùng đồng trưởng thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ hướng về tiểu vương mà ra hiệu. Tiểu vương lập tức dẫn theo đám người phan thần đông tiến vào phòng thẩm vấn. Chuyện này cũng coi như thuận lợi, các ngươi hãy cất cẩn thận những món đồ này, qua hai, ba tiếng nữa ta sẽ thả các ngươi ra. Trong phòng thẩm vấn, Tiểu Lâm cười nói với vợ chồng các thắng minh. Nhưng những vĩ thúy và vòng tay của chúng ta đâu? Các thắng minh và hứa tố nhã thấy đồn công an định thả người, lòng đầy nghi hoặc và bất ngờ, nhưng khi nhìn kỹ lại túi đồ thiếu mất những vĩ thúy và vòng tay họ liền hiểu ra mọi chuyện sắc mặt lập tức biến đổi mắt lộ vẻ giận dữ này cái này tiểu lâm đối mặt với chất vấn của vợ chồng các thắng minh nói quanh con một lúc cuối cùng thở dài một hơi khuyên nhủ quên đi thôi dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền chuyện này giải quyết được như vậy cũng đã không tệ các ngươi chịu thiệt một chút coi như xui xẻo các thắng minh tuy biết lời tiểu lâm là có ý tốt nhưng nghe xong vẫn không nhịn được lửa giận bừng bừng mắt đỏ đậm cái nhẫn phỉ thúy và vòng tay đó là bảo bối quý giá, không phải thứ mua được bằng tiền. không ngờ vừa rồi đồng trưởng công an lại cùng người trẻ tuổi kia liên kết lấy đi. đây quả thực là hành vi của kẻ cướp. các thắng minh là một người chất phát sống trên núi, sao có thể nén được cơn giận này? may mắn hứa tố nhã là người có học thức, hơn nữa từng trải qua một sự kiện tại cục giáo dục nên có chút kinh nghiệm, dù giận dữ nhưng vẫn bình tĩnh lại, kéo các thắng minh đang sắp phát hỏa, thấp giọng khuyên nhủ quên đi thắng minh hết thảy chờ ra ngoài rồi hãy nói các thắng minh cha của các đông hút xuất sắc như vậy dĩ nhiên cũng không phải người kém thông minh chỉ là hắn sống đơn giản trong núi không tranh với đời tính cách thuần phát ít hiểu biết về thế giới bên ngoài đặc biệt là những mưu mô trong xã hội rất hạn chế chính vì vậy mới bị thiệt thòi lớn trong sự kiện lần này hiện tại nghe lời nhắc nhở của hứa tố nhã hắn lập tức tỉnh táo lại đúng vậy đại trượng phu không chịu thiệt trước mắt chờ rời khỏi đây, gọi điện cho con trai, chẳng lẽ không lấy lại được những phỉ thúy và vòng tay sao? Đi ra ngoài rồi nói. Ngươi nghĩ nơi này là nhà ngươi sao? Đánh người, nói ra là ra được sao? Nhưng khi các thắng minh vừa quyết định nhịn xuống cơn giận, cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, một giọng nói đầy phách lối vang lên. Tiếp đó, các thắng minh thấy cảnh sát tiểu vương dẫn theo đám công tử ca phan thần đông tiến vào những công tử ca đó nhìn các thắng minh như mèo nhìn chuột với vẻ chắc chắn sẽ thắng các ngươi đây là ý gì là các ngươi đánh người trước các thắng minh biến sắc đứng dậy bảo vệ hứa tố nhã sau lưng nhà quê miệng ngươi đúng là rất cứng nhưng ta muốn xem là miệng của ngươi cứng rắn hay gậy của ta cứng rắn hơn phan thần đông nói trong tay cầm cây côn nhẹ nhàng gõ vào tay còn lại phan thiếu có chuyện gì ngồi xuống nói chuyện Cảnh sát Tiểu Lâm thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, tiến lên ngăn cản Phan Thần Đông, cười khổ nói, trong lòng đã sớm bùng lên lửa giận. Tiểu Lâm, đây không phải chuyện của ngươi, ngươi ra ngoài trước đi. Cảnh sát Tiểu Vương tiến lên kéo Tiểu Lâm. Sao lại không phải chuyện của ta? Đây là phòng ta phụ trách, hơn nữa đồn trưởng cũng đã nói, nhốt họ một lát rồi thả ra. Tiểu Lâm nhắm mắt nói. Chưa nói không thả họ, chỉ là trước khi thả thì phải cho họ trả giá một chút. Phan thần Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phan thiếu, đây là đồn công an." Tiểu Lâm thấy Phan thần Đông quá mức vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, lòng người trẻ tuổi tràn đầy tinh thần chính nghĩa không thể kiềm chế được. "Mẹ kiếp! Ngươi chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi mà dám lớn tiếng với ta, không muốn làm nữa sao? Ngươi nhìn xem những người ở đây, ai là người ngươi có thể đắc tội?" tang thần đông thấy tiểu lâm kiên quyết lập tức phát hỏa cầm gậy chỉ vào mặt hắn mà nói mẹ kiếp đồn trưởng của các ngươi còn không có ý kiến ngươi là một cảnh sát nhỏ mà léo nhéo cái gì ngươi còn oai hơn đồn trưởng của ngươi sao một người trẻ tuổi khác trong nhóm biểu môi chỉ vào tiểu lâm mà mắng chuyện này ta không quan tâm nhưng ở đây đánh người là không được tiểu lâm kiên quyết nói mặc dù đôi khi bất đắc dĩ hắn phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên nhưng là một cảnh sát hắn không thể chấp nhận để một đám người đánh người ngay trong đồn công an đây là sự sỉ nhục và chà đạp trắng trợn lên nghề nghiệp của hắn mẹ nó đầu óc tiểu lâm ngươi ngấm nước sao chuyện này mà ngươi cũng quản được à ra ngoài ngay cho ta cảnh sát tiểu vương thấy tiểu lâm cố chấp sắc mặt không khỏi biến đổi tiến lên đẩy mạnh hắn ra không phải ta đầu óc bị nước vào mà là đầu óc ngươi có vấn đề Tiểu Lâm bị Tiểu Vương đẩy lùi hai bước, không giữ được thăng bằng, mặt lộ vẻ giận dữ, lớn tiếng phản bác. Khi Tiểu Lâm bị đẩy đi, đám người Phan Thần Đông đã sớm cười lạnh, nối đuôi nhau tiến vào, bao vây vợ chồng các Thắng Minh. "Các ngươi thực sự quá vô pháp vô thiên, buông tay ra." Tiểu Lâm thấy Phan Thần Đông cười gằn, tay vút cây gậy gỗ, liền gấp gáp kêu lên, muốn lao vào can ngăn. Tuy nhiên, hắn lại bị Tiểu Vương mạnh mẽ đẩy vào tường, không thể nhúc nhích mẹ kiếp vương ca để cái tên này câm miệng lại hắn kêu rống như vậy làm lòng ta bực bội phan thần đông quay đầu lại vẻ mặt khó chịu nói mẹ nó tiểu tử ngươi không thể yên lặng được sao tiểu vương vốn định nịnh bợ đám công tử này nhưng thấy phan thần đông và những người khác có vẻ không hài lòng vì tiểu lâm hắn liền tức giận hắn đột ngột kẹp cổ tiểu lâm rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn tiểu lâm lực yếu hơn tiểu vương bất ngờ bị kẹp cổ và thúc vào bụng khiến mặt đỏ bừng tráng nổi gân xanh mồ hôi lạnh chảy ra nửa ngày không nói được lời nào nhìn thấy vậy đám người phan thần đông mới lộ ra nụ cười hài lòng rồi phan thần đông quay sang các thắng minh nở nụ cười dữ tợn nhà quê ta biết ngươi có sức mạnh có thể đánh nhau nhưng ở đây không gian nhỏ chúng ta lại có vũ khí trong tay nếu ngươi không muốn lão bà của ngươi bị liên lụy thì ngoan ngoãn đứng yên để chúng ta đánh vài cú Chúng ta xả hết cơn giận, tự nhiên sẽ tha cho các ngươi. Ngươi có gan thì đánh cả ta luôn. Hứa Tố Nhã đột nhiên nhảy lên trước mặt các Thắng Minh, gian rộng hai tay, vẻ mặt phẫn nộ và kiên định. Ngươi nghĩ chúng ta không dám sao? Một tên trẻ tuổi cười lạnh, cầm gậy đâm mạnh vào bụng Hứa Tố Nhã. Hứa Tố Nhã lập tức đau đớn, ôm bụng gập người xuống. Các ngươi, các Thắng Minh thấy vậy, hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt tay đến mức môi cắn ra máu nhưng cuối cùng vẫn không ra tay mà tiến lên hai bước trầm giọng nói được ta đứng đây nhưng các ngươi không được đụng đến lão bà của ta đánh nữ nhân có gì hay ho không ngờ đấy còn biết thương hoa tiết ngọc đám người phan thần đông thấy các thắng minh bước lên trước bộ dạng như sẵn sàng chịu trận không khỏi đắc ý cười lớn vậy lão tử sẽ tác thành cho ngươi giữa tiếng cười lớn phan thần đông đột nhiên đổi sắc mặt mắt lóe lên sự tàn nhẫn vung gậy đánh mạnh vào bụng các thắng minh. Cú đánh vang lên một tiếng, hoành. Các thắng minh cả người công lại, nhưng ngay lập tức cắn răng đứng thẳng lên. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Thứ tố nhã thấy vậy nước mắt tuôn rơi, như phát điên lao tới. Tuy nhiên, nàng chưa kịp lao tới đã bị người khác giữ chặt cánh tay. Hoành, hoành, hoành. Trong lúc này, những cú đánh liên tiếp giáng xuống bụng, lưng và đùi của các thắng minh. Các thắng minh khụy một chân xuống, nhưng lại cố gắng đứng dậy. Cầu xin các ngươi đừng đánh nữa, con trai ta nếu biết chuyện này, các ngươi sẽ gặp đại họa. Hắn là người rất có bản lĩnh, hắn quen biết nhiều lãnh đạo tỉnh. Hứa tố nhã khóc lóc cầu xin, lòng đau như bị dao cắt, nàng thà rằng những cú đánh này giáng xuống người mình. Ha ha! Chúng ta sợ quá đi mất. Lãnh đạo tỉnh cơ đấy. Đám người phan thần đông nghe lời hứa tố nhã, cười lớn như thể vừa nghe chuyện cười lớn nhất đời, tiếng cười đầy vẻ nhạo báng và khinh bỉ. Tố nhã, đừng cầu xin đám khốn kiếp này, cứ để họ đánh. Bọn họ nhất định sẽ hối hận. Các thắng minh cắn răng nói. Mẹ kiếp. Xem ra đánh vẫn còn nhẹ tay rồi. Đám người phan thần đông thấy các thắng minh vẫn cứng miệng, liền dùng dập dơ gậy lên chuẩn bị tiếp tục đánh. Trên đường đến khu cảnh quan Kim Sơn, hai chiếc xe jeep mang biển quân đội lao nhanh, theo sau là ba chiếc xe tải quân sự hạng nặng H7. Trên xe Jeep, các đông hút vẫn đang nhắm mắt thiền định. Bỗng nhiên, các đông hút mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng. Vì vừa rồi, hắn cảm nhận được hai khối ngọc phù hộ thân ngày càng gần mình, nhưng lại phát hiện ra khí tức của cha mẹ hắn không còn đồng hành cùng ngọc phù. Ngọc phù hộ thân đang hướng lên núi, còn khí tức của cha mẹ hắn lại ở dưới chân núi. Ngọc phù hộ thân là pháp bảo mà hắn đưa cho cha mẹ, họ rất quý trọng, nếu không có biến cố trọng đại họ sao có thể gỡ xuống may mắn là khí tức của cha mẹ vẫn còn chắc không nguy hiểm đến tính mạng đến kia các đông hút chỉ về phía đồn công an trong khu cảnh quan nơi phát ra khí tức của cha mẹ Rõ từ lũy đạp mạnh ga xe giúp lao nhanh đến đồn công an khi xe còn cách đồn công an khoảng trăm mét sắc mặt các đông hút đột nhiên thay đổi cả người tỏa ra sát khí hai mắt đỏ rực như mắt thú dữ đông hút dương ngân hậu thấy vậy không khỏi kinh hãi vội vàng đưa tay đè lên vai các đông hút các đông hút không nói gì xe jeep đang di chuyển hắn đã đột ngột mở cửa xe lao ra như một cơn gió biến mất trước mắt mọi người mẹ nó có chuyện lớn xảy ra rồi đám người từ lũy thấy vậy liền vội vã xuống xe chạy thẳng vào đồn công an ngươi ngươi là ai muốn làm gì trong đồn công an mọi người thấy các đông hút hung thần ác sát bay vào, người tỏa ra khí tức kinh khủng, ai cũng như gặp đại địch, đứng lên ngăn cản hắn, lo lắng hỏi. Các đông hút không nói một lời, vận khí bay vụt về phía trước, sau một khắc đã đến trước cửa phòng thẩm vấn. Hoành Các đông hút đá mạnh cửa phòng thẩm vấn, sau đó hắn liền thấy một cảnh tượng khiến hắn tê tâm liệt phế. Mẹ của hắn bị hai người trẻ tuổi giữ chặt cánh tay, nước mắt lăn dài trên má, còn cha của hắn thì bị bốn tên khác dùng gậy đánh đập. Gào Các đông hút chưa bao giờ tức giận đến mức này, không kiềm chế được. Hắn hét lên một tiếng như mảnh thú, lao tới, nắm chặt lấy phan thần đông, rồi, xé, một tiếng, cánh tay của phan thần đông bị xé rách đẫm máu. A. À. Phan thần đông hét lên thảm thiết, đau đến mức suýt ngất, những người khác thấy cảnh tượng đó thì đã sớm bị vẻ phẫn nộ và hung tàn của các đông hút dọa cho cả người đổ mồ hôi lạnh hai chân rung lập cập. Khi Phan Thần Đông kêu thảm thiết, từ lũy và đám người cũng vừa chạy tới. Họ không thèm để ý đến dáng vẻ đẫm máu thê thảm của Phan Thần Đông, mà hướng ánh mắt về phía hứa tố nhã đang bị hai thanh niên giữ chặt cánh tay, các thắng minh đang quỳ một chân xuống đất sau khi bị đánh. Đáng chết! Từ lũy và đám người vừa thấy cảnh tượng trước mắt, lòng đầy phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng hoảng sợ vô cùng họ không thể ngờ rằng có người dám đối xử với cha mẹ của các đông hút như vậy chuyện này nếu không xử lý tốt chắc chắn sẽ dẫn đến đại họa tuy nhiên từ lũy phản ứng rất nhanh ngay lập tức nhặt lên một cây gậy trên đất và như một con sói hung dữ xông vào đám người kia mạnh mẽ đánh gãy chân của họ dương ngân hậu thì bước lên trước đặt mạnh tay lên vai các đông hút vận chuyển chân khí nói đông hút các đông hút đang nắm lấy cánh tay còn lại của Phan Thần Đông, cơ thể cứng đờ, mắt màu máu dần dần tản đi, sau đó hai hàng nước mắt lăn xuống. Phù phù, một tiếng, các đông hút quỳ trước mặt cha mẹ. Ba mẹ, là ta bất hiếu, là ta vô dụng, đã để các ngươi chịu khổ. Các đông hút đầy tự trách, nước mắt tuôn trào. Hứa tố nhã và các thắng minh vừa nhìn thấy con trai, cũng bị vẻ thô bạo và hung tàn đột ngột của hắn làm cho sợ hãi chỉ khi thấy con trai rơi lệ quỳ trước mặt mình họ mới bừng tỉnh hứa tố nhã vội vàng tiến lên ông chặt lấy đầu các đông hút nhẹ nhàng vuốt ve trấn an ngươi đúng là đứa nhỏ ngốc đứa nhỏ ngốc trên thế giới này có người tốt có người xấu ai cũng không thể biết khi nào sẽ gặp phải ai ba mẹ chỉ là xui xẻo vừa vặn gặp phải người xấu chuyện này không liên quan đến ngươi ngươi không cần tự trách cũng không cần tức giận như vậy đúng đấy đông hút cha ngươi xương cốt cứng rắn đám gia hỏa này chẳng qua chỉ làm ngứa ngáy ta thôi các thắng binh cũng nhận ra sát khí trên người con trai quá nặng cố gắng làm ra vẻ tiêu sái nói ngươi là ai các ngươi muốn làm gì lời của các thắng binh vừa dứt phùng đồn trưởng đã nghe tin dẫn người tới lớn tiếng quát nhưng ngay khi phùng đồn trưởng vừa dứt lời nòng súng lạnh như băng đã chĩa vào đầu hắn ngươi là đồn trưởng ở đây chứ ngươi có nhận ra giấy chứng nhận này không? Giọng nói lạnh như băng của Mã Tiểu Soái vang lên bên tai Phùng Đồn Trưởng. Khi Mã Tiểu Soái nói, những người khác cũng đồng loạt rút súng ra. Nhìn thấy giấy chứng nhận trong tay Mã Tiểu Soái và nòng súng lạnh lẽo chỉ vào mình, mồ hôi lạnh lập tức lăn dài trên trán Phùng Đồn Trưởng và đám người của hắn. Này, các ngươi muốn làm gì? Phùng Đồn Trưởng run rẩy hỏi. Làm gì? Làm Đồn Trưởng, con mẹ nó ngươi đừng nói với ta rằng ngươi không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây mã tiểu soái mặt lạnh giơ chân lên đầu gối thúc mạnh vào bụng phùng đồn trưởng a a a phùng đồn trưởng phát ra một tiếng trên đau đớn sắc mặt tái nhợt những thanh niên bị từ lũy đánh gãy chân lúc đầu thấy phùng đồn trưởng dẫn người đến còn tưởng rằng cứu tinh đã đến nhưng khi thấy phùng đồn trưởng cũng bị súng chỉ vào mỗi người lập tức mặt mày trắng bệch bắt đầu nhận ra lời nói của hứa tố nhã trước đó không phải là lời đùa. Con trai của họ thực sự rất lợi hại, cũng thật sự quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao. Các đông hút không để ý đến những chuyện đó, hắn lau nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng dậy. Đông hút. Hứa tố nhã lo lắng gọi. Mẹ, yên tâm đi. Ngươi là giáo viên của nhân dân, từ nhỏ đã dạy ta cách làm người, trong lòng ta vẫn luôn ghi nhớ. Các đông hút biết mẹ lo lắng điều gì, nhẹ nhàng kéo tay mẹ xuống và trấn an. Nghe các đông hút nói vậy, Dương Ngân Hậu và lo lắng không phải vì các đông hút sẽ giết những người này, mà vì họ đều đã từng thấy máu, từng giết người, đặc biệt là Dương Ngân Hậu, một vị tướng bách chiến, trong tay dính không ít mạng người. Giết vài người, đặc biệt là những kẻ bại hoại như thế này, đối với hắn mà nói, chẳng là gì. Họ lo lắng rằng bản tính thiện lương và chất phát của các đông hút sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Dù cho giết vài người này, cũng là vô ích. May mắn là cha mẹ của các Đông Húc đều là người thiện lương, vào lúc này không bị cừu hận che mờ mắt, ngược lại còn khuyên nhủ con trai mình. May mắn thay, các Đông Húc có đạo tâm kiên cố, không vì vài kẻ này mà thay đổi cách nhìn về thế giới. Hắn vẫn giữ vững bản tâm, dù có bị nhiễm một ít bụi trần, cũng có thể nhanh chóng lau sạch, khôi phục sự trong sáng. Ba, ngươi bị liên lụy rồi, nhưng yên tâm đi, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa các đông hút trấn an mẹ một câu rồi bước tới trước mặt cha tay nhẹ nhàng sờ lên những vết thương trên người hắn nhìn những vết bầm tím trong lòng các đông hút tràn đầy phẫn nộ tự trách và đau lòng không sao thật chẳng qua là ta không chăm sóc tốt mẹ ngươi điều này khiến ta rất khó chịu ta nên nghe lời ngươi mua một chiếc xe tốt cũng đỡ bị đám hỗn trướng này khinh thường như vậy mẹ ngươi cũng sẽ không bị liên lụy các thắng minh tự trách đừng nói như vậy chuyện gì cũng có hai mặt dù rằng chúng ta chịu một chút khổ nhưng nhờ vậy ta càng khẳng định rằng đời này gặp ngươi là ân huệ lớn của trời hơn nữa nhờ chuyện này chúng ta cũng nhận rõ một số người xấu có thể vì dân trừ hại cũng coi như làm việc tốt khổ đầu này không phải vô ích hứa tố nhã nhẹ nhàng sờ mặt các thắng minh nói với giọng đầy tình cảm không có gì hóa giải hận thù tàn ác hơn lời nói và ánh mắt thâm tình của hứa tố nhã các đông hút thấy cha mẹ sau trận này càng thêm yêu thương và quý trọng nhau, trong lòng phần lệ khí còn sót lại cũng dần dần tan biến. Mẹ, ngươi nói đúng, khổ đầu này không phải là vô ích. Các đông hút nói, sau đó nhẹ nhàng sờ lên trán cha, nơi có vết máu bầm. Khi các đông hút chạm vào, vết bầm lập tức biến mất không còn dấu vết. Phùng đồn trưởng thấy cảnh này, nhớ tới những phỉ thúy và vòng tay, trong lòng không khỏi chấn động, bật thốt lên. Ngươi, ngươi là người trong kỳ môn, nếu ngươi đã lấy những phỉ thúy và vòng tay của cha mẹ ta, lẽ ra phải nghĩ đến điều này. Các đông hút bước lên, nhẹ nhàng vỗ vào hông phùng đồn trưởng, cười lạnh nói. Phùng đồn trưởng lập tức cảm thấy lạnh người, như thể có rắn độc chui vào thận của mình, sau đó tà nhẫn cắn xé. Trong nháy mắt, cổ khí tức từ bụng hắn bắt đầu suy yếu, đại diện cho sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Ngươi, ngươi đã làm gì ta? Ta, ta là đệ tử của Kim Sơn Phái phùng đồn trưởng hoảng sợ kêu lên. Ngươi nói xem. Ngươi nghĩ rằng sau khi làm chuyện vô pháp vô thi này với cha mẹ ta, ngươi có thể bình yên vô sự sao? Còn về Kim Sơn Phái, đã đào tạo ra loại đệ tử như ngươi, ta nghĩ chúng ta sẽ sớm đến đó bái phỏng. Các đông hút lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên sát khí. Mặc dù các đông hút không để sự việc này che mờ bản tính của mình, nhưng cha mẹ bị đánh đến mức này, hắn sao có thể dễ dàng buông tha cho những kẻ có liên quan ngươi muốn thế nào kim sơn phái chúng ta ở tỉnh giang nam cũng là một môn phái nổi tiếng trưởng môn sư tổ của chúng ta tôn dung thiên còn có mối quan hệ khá tốt với lãnh đạo của cục quản lý dị năng ta nghĩ ngươi cũng là người trong kỳ môn nên hiểu rõ tầm quan trọng của cục quản lý dị năng chứ nếu ngươi cứ làm khó ta một khi chúng ta báo cáo lên cục quản lý dị năng nhất định sẽ nghiêm trị không tha phùng đồn trưởng nói cứng rắn biết rõ việc mình đã sắp xếp người đánh đập cha mẹ các đông hút muốn đối phương buông tha mình là không thể nào nhưng vẫn uy hiếp để giữ thể diện ngươi nói đúng phùng đồn trưởng là người trong kỳ môn không chỉ mạnh mẽ cướp đoạt pháp bảo của người khác mà còn vi phạm pháp luật đối với loại bại hoại như thế này cục quản lý dị năng sẽ nghiêm trị không tha truy cứu đến cùng ngươi có đồng ý không từ cục trưởng các đông hút nói mắt hướng về phía từ lũy khi câu cuối cùng được thốt ra đúng vậy chủ nhiệm từ lũy gật đầu, sau đó lấy ra một giấy chứng nhận khác và đưa trước mặt phùng đồn trưởng. Nhìn thấy giấy chứng nhận đại diện cho Cục Quản lý Dị Năng, sắc mặt phùng đồn trưởng lập tức tái nhợt, thốt lên, ngươi, ngươi là, từ lũy. Là người trong kỳ môn, dù chưa gặp từ lũy, phùng đồn trưởng vẫn nghe danh về vị phụ trách của Cục Quản lý Dị Năng tỉnh Giang Nam. Sau khi lời nói ra khỏi miệng, phùng đồn trưởng lập tức nhớ lại cách từ lũy xưng hô với các đông hút nếu ngay cả từ lũy cũng tôn kính các đông hút như vậy thì rõ ràng các đông hút không chỉ mạnh mẽ cướp đoạt mà còn công nhiên vi phạm pháp luật đừng nói kim sơn phái không thể bảo vệ hắn ngay cả bản thân môn phái cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm tội nghiệp cho phùng đồn trưởng lúc này vẫn không biết rằng ngay cả phiền chủ nhiệm của cục quản lý dị năng cũng là nửa đệ tử của các đông hút lần này hắn và diệp tân hạo đã làm hại cha mẹ các đông hút thê thảm như vậy làm sao kim sơn phái có thể bảo vệ hắn đây liệu kim sơn phái có bị diệt trừ hay không còn phải xem nền tảng của họ tốt hay xấu nếu xấu e rằng từ nay về sau trung quốc sẽ không còn một kim sơn phái nữa xem ra ngươi vẫn có chút ánh mắt các đông hút cười lạnh rồi quay sang hỏi cha ba trong đám cảnh sát này còn ai là kẻ mang danh cảnh sát mà khi dễ ba không các đông hút vừa hỏi xong cảnh sát mập mạp tiểu vương đã run rẩy hai chân như nhũn ra khóc lóc nói chuyện này không liên quan đến ta tất cả đều do phùng đồn trưởng ra lệnh còn có đám phan thiếu ta chỉ là một tiểu dân cảnh ta không thể quyết định được gì ngươi là tiểu dân cảnh đúng vậy ngươi không quyết định được cũng không sai nhưng tự ngươi không đánh người thì phải làm được chứ ngươi thái độ tốt hơn một chút lẽ ra cũng có thể làm được chứ các thắng minh nhớ lại hành vi ác liệt của tiểu vương thấy hắn giờ còn dám biện hộ cho mình không khỏi phẫn nộ và căm ghét, chỉ tay vào hắn chất vấn. Thấy các thắng minh phẫn nộ với tiểu vương như vậy, mọi người đều hiểu rằng tên này chắc chắn đã gây khó dễ cho hắn, là một kẻ không xứng đáng làm cảnh sát. Mã tiểu soái lập tức lộ ra ánh mắt hung ác, cầm lấy súng và dùng bán súng mạnh mẽ đập xuống đầu tiểu vương. Máu tươi lập tức chảy xuống từ đầu của tiểu vương. Các đông hút chỉ cười lạnh, tiến lên hai bước và vỗ một cái vào hông của hắn tiểu vương lập tức cảm thấy như có rắn độc cắn vào thận toàn thân lạnh buốt lông tóc dựng đứng sợ hãi bao trùm hắn ngươi ngươi đã làm gì ta tiểu vương nhìn các đông hút như nhìn thấy ác ma từ địa ngục mắt tràn đầy sợ hãi các đông hút không đáp lại tiểu vương mà nhìn sang cảnh sát tiểu lâm đang đứng bên cạnh tiểu vương thấy các đông hút nhìn mình dù mới đây tiểu lâm còn có chút can đảm bên vực lẽ phải giờ cũng run rẩy không ngừng hết cách rồi cảnh tượng các đông hút kéo đứt cánh tay của Phan Thần Đông vừa nãy thật quá tà nhẫn và đẫm máu, húng chi từ lũy và đám người còn mang theo súng, trên người lại đầy sát khí. Đông hút, vị tiểu lâm cảnh sát này là người tốt. Nhờ có hắn mà ba mẹ mới chịu ít khổ hơn nhiều. Khi bọn họ xông vào định đánh chúng ta, hắn đã cố gắng ngăn cản, nhưng lại bị cảnh sát mập kia đè lên tường. Thấy các đông hút chuyển ánh mắt sang tiểu lâm, tiểu lâm mặt trắng bệch vì sợ hãi, hứa tố nhã và các thắng minh lo lắng các đông hút hiểu lầm vội vàng lên tiếng giải thích ba mẹ con biết khi vào con đã thấy rồi các đông hút quay đầu lại mỉm cười với cha mẹ sau đó chỉnh lại y phục trịnh trọng cuối người trước tiểu lâm và nói cảm ơn ngươi lâm cảnh sát sau này nếu cần gì cứ nói với ta các đông hút các đông hút là người thế nào lời hứa của hắn khiến từ lũy mã tiểu soái và những người khác đều sáng mắt thậm chí không khỏi ghen tị với tiểu lâm nhưng tiểu lâm cảnh sát nhân dân không biết trước mắt mình là người như thế nào, cũng không hiểu giá trị vô giá của lời hứa này. Hắn thấy các đông hút, sát thần, trịnh trọng cúi đầu trước mình, sợ hãi đến nỗi vội vàng nói, không cần khách sáo, đây là việc ta nên làm. Tốt, nếu ai cũng làm như ngươi, thì công việc sẽ bớt rối ren hơn nhiều. Hy vọng sau này ngươi cũng có thể giữ được sơ tâm này. Các đông hút đứng thẳng, nhìn tiểu lâm với ánh mắt đầy cảm kích và tôn trọng nói xong các đông hút nhìn qua những cảnh sát khác những người này về cơ bản không liên quan đến chuyện này các thắng minh nói các đông hút lúc này mới chuyển ánh mắt từ các cảnh sát khác đi ra hiệu cho từ lũy và những người khác thu hồi súng nhưng tiểu vương và phùng đồn trưởng vẫn bị giam lại các cảnh sát khác thở phào nhẹ nhõm lén lao mồ hôi lạnh trên trán họ chỉ là những dân cảnh ở địa phương nhỏ thường chỉ xử lý những vụ tranh cãi nhỏ nhặt chưa bao giờ trải qua cảnh tượng kinh hoàng như thế này. Các đông hút ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đám người trẻ tuổi nằm ngồi dưới đất, miệng kêu trên đau đớn. Vừa nãy, vì lo lắng các đông hút không kiềm chế được cơn giận, từ lũy đã ra tay mạnh mẽ, đánh gãy chân những người này. Hiện tại, đám công tử ca thường ngày diễu võ dương oai, sống trong nhung lụa đều vô cùng thê thảm, trong đó thảm nhất là Phan Thần Đông. Cả người hắn đầy máu, nếu không phải các đông hút sau đó ý thức được mình vừa nãy hành động quá tàn nhẫn, rất dễ khiến cha mẹ kinh hãi mà tiện tay điểm huyệt cầm máu, e rằng Phan Thần Đông đã chết vì mất máu hoặc ít nhất cũng hôn mê bất tỉnh. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cha ta, cha ta là, là, nhìn thấy ánh mắt các đông hút hướng về phía nhóm của mình, những người nằm và ngồi trên đất đều quên đi tiếng rên rỉ đau đớn, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng, ôm chặt lấy cánh tay của chính mình. Họ chỉ lo sợ các đông hút sẽ giống như khi nãy, hung bạo kéo đứt cánh tay của phan thần đông sẽ kéo đứt luôn cánh tay của bọn họ các ngươi bây giờ mới biết gọi cha gọi mẹ à vậy các ngươi có nghĩ tới hay không họ là cha và mẹ của ta các đông hút tiến lên lạnh giọng hỏi ta chúng ta xin lỗi lần sau chúng ta không dám không dám nữa những vị công tử vốn gan to dám làm bậy hiện tại đều hiểu rằng không thể nào chọc giận thêm vị thiếu niên trước mặt mỗi người một cái nước mũi một cái nước mắt không ngừng cầu xin lần sau không có lần sau các đông hút lạnh giọng nói trong mắt hiện rõ sát cơ kể từ khi thành thạo pháp thuật các đông hút vẫn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc gia chưa từng tự mình giết bất cứ ai trong nước dù có người đắc tội hắn hắn chỉ cho họ một bài học không thực sự ra tay giết người nhưng hiện tại khi nghĩ đến những người trước mặt vừa nãy đã dùng gậy đánh cha mình còn mạnh mẽ đè chặt tay mẹ mình trong lòng hắn trào dâng nỗi đau đớn cùng phẫn nộ không thể kiềm chế sát cơ trong lòng cũng không thể đè nén lần này hắn thực sự có ý định giết người những công tử kia dường như cũng cảm nhận được sát khí từ người các đông hút tỏa ra cùng với ý nghĩa trong lời nói của hắn mỗi người sợ hãi kêu lên đừng đừng giết chúng ta ngươi ngươi không thể giết chúng ta đó là trái pháp luật các công tử ca dồn dập kêu lên trong hoảng sợ. Vào lúc này các ngươi lại nói pháp luật với ta. Các đông hút nhếch miệng cười, nụ cười đầy trào phúng. Ngay lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ bên ngoài, nhiều người như vậy, họ hét ầm ĩ có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt các đông hút, chính là Lô Minh, bạn cùng phòng của cha các đông hút. Lô Thúc Thúc, mau cứu ta. Có người muốn giết người nhìn thấy Lô Minh xuất hiện, tên trẻ tuổi trước đó đã dùng gậy mạnh mẽ đâm vào bụng hứa tố nhã lập tức kêu lên như thấy cứu tinh. Lô chủ tịch huyện, mau cứu lấy chúng ta. Phan Thần Đông, người rõ ràng cũng quen biết Lô Minh, vội vàng kêu cứu. Nhưng Lô Minh nhìn các đông hút và cảnh tượng trước mắt, đã sớm sợ đến ngay người. Lô Minh hiện tại đã là phó huyện trưởng thường vụ huyện Kim Sơn, hôm nay là lén đến khu vực này để thị sát, bởi trước đây hắn từng công tác tại đây nhưng không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng như thế này mãi một hồi lâu sau lô minh mới hoàn hồn không để ý đến những người nằm trên đất mà là một mặt kinh ngạc nhìn các đông hút hỏi đông hút chuyện này là sao những người này đã giam giữ và đánh đập cha mẹ ta vì vậy chuyện này lô thúc thúc ngươi đừng can thiệp để sau ta sẽ giải thích các đông hút thấy là lô minh giọng nói có phần dịu lại cái gì lô minh nghe nói những người này lại dám giam giữ và đánh đập cha mẹ các đông hút hơn nữa còn là ở một nơi như thế này sợ đến mức hồn vía suýt bay mất một trái tim trong nháy mắt chìm xuống vực sâu không đáy khác với phùng đồn trưởng và đám người kia lô minh rất rõ lai lịch của các đông hút năm ngoái khi đang học tại trường đảng tỉnh ủy lô minh đã được một phó chủ tịch huyện kim sơn kéo đi cùng thư ký phương đỉnh của tang tỉnh trưởng ăn cơm trong buổi ăn đó Họ đã xảy ra xung đột với thư ký trưởng ủy ban thành phố Kim Châu, Tôn Vân Thừa. Tình cờ, các đông hút cũng có mặt và cùng ăn cơm với tất cả các thường ủy tỉnh Giang Nam. Từ đó, Lô Minh mới biết được rằng đại lão bản của không đình đại Tửu điếm là các đông hút. Sau đó, hắn cũng nhiều lần thấy trên tin tức về các ông trùng như Cố Diệp Tằng, Thiên hậu Vũ Hân và thậm chí cả quốc vương Thụy Điển Gustav Martin đã ngủ lại tại không đình đại Tửu điếm. Những tin tức này đối với người thường có lẽ chỉ để họ nhớ tên không đình đại tử điếm là một nơi xa hoa, nhưng với Lô Minh, nó mang một ý nghĩa khác. Đặc biệt là việc quốc vương Gustav Martin của Thụy Điển chọn ngủ lại tại không đình đại tử điếm, thay vì quốc tân quán bên Minh Nguyệt Hồ, khiến Lô Minh càng thêm kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng rằng tất cả những điều này đều liên quan đến các đông hút. Với những mối quan hệ như thế, từ lãnh đạo tỉnh Giang Nam, đến các ông trùng người Hoa, thậm chí là quốc vương của một quốc gia phát triển ở châu âu lô minh biết rằng các đông húc bạn học của con trai mình có sức mạnh và ảnh hưởng khủng khiếp đến mức nào vậy mà hiện tại các đông húc lại nói với hắn rằng những kẻ ở huyện kim sơn và thành phố kim châu này đã dám giam giữ và đánh đập cha mẹ bản thân trong đồn công an lô minh làm sao mà không sợ đến mức hồn vía bay lên trái tim tựa như chìm xuống đáy vực lô chủ tịch huyện đây là giấy chứng nhận của ta chuyện này chúng ta tiếp quản từ lũy thấy lô minh vẫn còn khiếp sợ chưa đáp lại yêu cầu của các đông hút bèn tiến lên lấy ra giấy chứng nhận quốc an cục đưa tới trước mặt lô minh giọng nói trầm xuống nhìn thấy giấy chứng nhận đại diện cho quyền lực đặc biệt trong tay từ lũy trái tim lô minh không khỏi rung lên lúc này hắn mới ý thức được rằng các đông hút bạn học của con trai mình mạnh mẽ và bí ẩn hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng thậm chí còn có mối quan hệ với một cơ quan đặc biệt như quốc an cục hơn nữa cấp bậc của từ lũy hiển nhiên là rất cao được rồi từ lãnh đạo sau một hồi run rẩy lô minh lập tức đáp lời từ lũy với danh nghĩa phó cục trưởng cục quốc an tỉnh vượt xa ít nhất hai bậc so với phó chủ tịch huyện như lô minh dù không có sự chỉ dẫn của các đông húc với giấy chứng nhận của từ lũy lô minh cũng không thể can thiệp thêm thấy lô minh một phó chủ tịch huyện phải gọi từ lũy là lãnh đạo mà từ lũy lại tỏ ra kính trọng các đông hút những công tử nằm trên đất đều tuyệt vọng họ nhận ra rằng lần này mình đã gây ra tai họa lớn cỡ nào thân phận công tử ca và tài sản của họ không đủ để bảo vệ thậm chí ngay cả cha mẹ của họ cũng sẽ bị liên lụy phụ thân ta mẫu thân ta sư phụ ta đều là người tốt họ đã giáo dục ta từ nhỏ phải làm người tốt nhưng người tốt cũng có giới hạn của mình rất tiếc là các ngươi đã chạm đến ranh giới của ta hiện tại điều duy nhất các ngươi có thể cầu nguyện là hy vọng cha mẹ các ngươi không giống như các ngươi nếu không chuyện này sẽ không dừng lại ở đây các đông hút nói rồi dùng chân nhẹ nhàng đá vào eo từng người lần này hắn gần như đã phá hủy sinh cơ của những người này tất nhiên họ sẽ không chết ngay thậm chí trong thời gian ngắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì nhưng không lâu nữa họ sẽ phát hiện mình bắt đầu suy yếu và già yếu thậm chí chỉ có thể nằm trên giường kéo dài hơi tàn các đông hút làm việc tuy lô minh và tiểu lâm không hiểu rõ nhưng dương ngân hậu tắc tính từ lũy và những người khác thì biết rất rõ những người này trên cơ bản đều đã bị phế bỏ tuy nhiên bọn họ sẽ không thương hại họ cũng chẳng ai có ý định cầu xin cho họ thậm chí từ lũy còn muốn cảm kích các đông hút vì hành động kín đáo của hắn đã giúp việc xử lý mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều dù sao hiện nay là thời đại pháp trị nếu các đông hút trong cơn tức giận giết người trước mặt mọi người dù từ lũy có thân phận đặc thù cũng rất khó xử lý tình huống này sau khi nhẹ nhàng đá vào eo phan thần đông và những người khác các đông hút nói với từ lũy sai người canh giữ những người này đồng thời gọi điện cho trịnh giám đốc mời hắn từ tỉnh Thính cử người tới xử lý vụ án này. Vụ án này, dù là huyện Kim Sơn hay thành phố Kim Châu, đều không được phép can thiệp. Sau khi sắp xếp xong, người theo ta đi Kim Sơn phái một chuyến. Nói xong, các đông hút kéo tay mẫu thân và nói, ba mẹ, sư huynh, tắc tính đại sư, lô thúc thúc, lâm cảnh sát, chúng ta ra ngoài đi, ở đây để tự lũy xử lý là được rồi. Phòng thẩm vấn hỗn độn, đầy vết máu, các đông húc không muốn để cha mẹ mình phải tiếp tục ở lại nơi này khi các đông húc ra lệnh và kéo tay mẫu thân đi ra ngoài dương ngân hậu và từ lũy cùng những người khác mới thực sự thở vào nhẹ nhõm họ biết rằng nếu các đông húc giao chuyện này cho từ lũy và mời sở công an tỉnh cử người đến điều đó chứng tỏ hắn đã không bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự việc phải từ lũy nghiêm túc nhận lệnh sau khi mấy người các đông húc rời đi từ lũy chỉ định mã tiểu soái mang theo một số người để giam giữ mọi người sau đó gọi điện cho trịnh tử kiệt để báo cáo tình hình tại đây khi trịnh tử kiệt nghe tin cha mẹ của các đông húc bị một số công tử bột ở huyện kim sơn và thành phố kim châu giam giữ và đánh đập trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát hắn kinh hoàng đến mức không kém gì lô minh khi nhận được tin tức thậm chí còn phẫn nộ hơn nhiều bởi vì trịnh tử kiệt hiểu rất rõ về các đông húc hơn cả lô minh không chỉ về bối cảnh sâu sắc tài sản hùng hậu mà còn về y thuật thần kỳ có thể cứu sống người chết, tất cả những điều này Trịnh Tử Kiệt đều biết. Hơn nữa, các đông hút còn là ân nhân cứu mạng của phụ thân hắn. Vậy mà cha mẹ của một người như thế lại bị đánh đập bởi một bọn công tử bột trong đồn công an, chuyện này làm sao không khiến Trịnh Tử Kiệt vừa giận vừa sợ. Ta hiểu rồi, ta sẽ tự mình dẫn người tới huyện Kim Sơn ngay bây giờ. Trịnh Tử Kiệt kiềm chế cơn giận và đưa ra quyết định kịp thời. Sau khi cúp máy với từ lũy, trịnh tử kiệt lập tức liệt kê danh sách và giao cho thư ký bảo hắn ta ngay lập tức thông báo cho những người này tập trung tại sở tỉnh chuẩn bị tự mình dẫn đội đến huyện kim sơn sau đó hắn rời văn phòng và vội vã tới gặp bí thư và tỉnh trưởng các đông húc hiện tại tuyệt đối là nhân vật có thể ảnh hưởng đến ổn định của xã hội cha mẹ của hắn bị đánh đập càng là đánh đập trong đồn công an trịnh tử kiệt không dám tự mình xử lý mà cần phải báo cáo ngay lập tức lãnh đạo tỉnh giang nam nghe xong báo cáo của trịnh tử kiệt tự nhiên cũng là vừa giận vừa sợ lập tức chỉ thị cho trịnh tử kiệt rằng bất kể ai liên quan đều phải nghiêm trị không tha tuyệt đối không được dung túng bỏ qua việc lãnh đạo tỉnh đang giận dữ quay lại với các đông hút sau khi cùng cha mẹ ra khỏi phòng thẩm vấn nhìn thấy một cảnh tượng khác hẳn cơn phẫn nộ và tự trách mới dần dịu lại còn các thắng minh và vợ dù vừa trải qua một cơn ác mộng nhưng khi nhìn thấy con trai như một thiên thần giáng lâm uy nghiêm trừng phạt kẻ ác trong lòng họ chỉ còn niềm vui mừng và tự hào đã sớm không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa ba mẹ để con giới thiệu một chút vị này là lô minh lô thúc thúc phó chủ tịch huyện kim sơn cũng là phụ thân bạn cùng phòng lô lỗi của con ở đại học lô thúc thúc đây là cha ta các thắng minh và đây là mẹ ta hứa tố nhã tâm trạng đã dịu đi các đông hút giúp giới thiệu. Xảy ra chuyện như vậy, ta thực sự cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi nào nữa. Lô Minh nắm chặt tay các thắng minh, nói với vẻ ấy nấy. Một huyện có nhiều người như vậy, không tránh khỏi có một số kẻ xấu. Các thắng minh không trách cứ Lô Minh, ngược lại còn an ủi hắn ta. Các đại ca nói vậy chỉ càng làm ta thấy xấu hổ hơn. Lô Minh nghe vậy càng thêm tự trách khi lô minh đang trò chuyện với các thắng minh và hứa tố nhã từ lũy đã sắp xếp xong mọi chuyện và tiến tới báo cáo với các đông hút chủ nhiệm mọi việc đã được sắp xếp trịnh tử kiệt giám đốc nói hắn sẽ lập tức dẫn người đến đây xử lý dù trước đây tiểu lâm cảnh sát đã biết rằng thân phận của các đông hút không đơn giản nhưng họ không ngờ rằng tình hình lại nghiêm trọng đến vậy các đông hút còn có mối quan hệ phức tạp hơn họ tưởng tượng nghe nói trịnh tử kiệt đích thân dẫn người đến họ mới thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc và các đông hút là nhân vật phi thường đến mức nào. Trịnh Tử Kiệt không chỉ là giám đốc sở công an tỉnh Giang Nam, mà còn là phó tỉnh trưởng, thường ủy tỉnh ủy, một trong những nhân vật quan trọng của tỉnh Giang Nam. Khi hắn ta đích thân tới đây, có thể tưởng tượng được sự việc này nghiêm trọng đến mức nào và thân phận của các đông hút đặc biệt đến đâu. Các đông hút nghe vậy không bất ngờ, cực đầu, rồi quay sang lô minh dạng dò, lô thúc thúc, chuyện này tạm thời không để lộ tin tức ra ngoài hãy chờ trịnh giám đốc đến xử lý nếu hôm nay thúc không có việc gì quan trọng thì hãy tạm thời ở lại đây vị lâm cảnh sát này là một người tốt chắc hắn cũng biết rõ tình hình để hắn giải thích rõ ràng hiện tại ta cần đi lên núi một chuyến để lấy lại một số đồ vật vốn thuộc về cha mẹ ta lô minh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc còn tiểu lâm cảnh sát thì hơi chấn động dường như đã nghĩ đến điều gì đó đông hút ý của con là chiếc nhẫn của ta và vòng tay của mẹ con đã bị tên diệp ca nào đó mang lên núi các thắng minh nghe vậy liền rung lên trên mặt hiện rõ vẻ tức giận diệp ca các đông hút hơi giật mình trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc các chủ nhiệm tên người kia là diệp tân hạo cậu hắn là phó thị trưởng tần chính cảnh cha hắn là ông chủ công ty địa ốc uy lập ở thành phố chúng ta hắn cùng phùng đồn trưởng có quan hệ sư huynh đệ vì cả hai đều bái một đạo nhân ở kim vân quan làm sư phụ chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay mà cha ngài nhắc đến đã bị hắn mang đi tiểu lâm cảnh sát giải thích khi thấy vẻ nghi hoặc trên mặt các đông hút hiện tại hắn đã nhận ra rằng chiếc nhẫn phỉ thúy và vòng tay không phải là những vật phẩm rẻ tiền như hắn tưởng cám ơn ngươi lâm cảnh sát ngươi hãy cùng lô chủ tịch huyện ở lại đây ta sẽ đưa ba mẹ ta đến Kim Vân Quang một chuyến. Sau khi xử lý xong mọi việc, ta sẽ mời ngươi uống một chén. Các đông hút nói. Sau khi nghe các đông hút nói xong, Tuy Lô Minh vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, nhưng hắn cũng đã nắm bắt được một số manh mối. Khi thấy các đông hút muốn đi đến Kim Vân Quang, hắn do dự một chút rồi nhắc nhở. Đông hút, ta đã từng gặp qua quan chủ của Kim Vân Quang, hắn một nhân vật có ảnh hưởng. Hắn đã gia nhập hội chánh hiệp tỉnh, mối quan hệ rất rộng không chỉ trong huyện mà cả trong thành phố rất nhiều nhân vật có tiếng đều quen biết hắn hơn nữa ta còn nghe nói rằng kim vân quang có thể thực hiện một số phép thuật đương nhiên đây có thể chỉ là lời đồn vô căn cứ nhưng cẩn thận vẫn hơn tốt nhất ngươi nên chờ trịnh giám đốc đến rồi mới đi cảm tạ lô thúc thúc đã nhắc nhở nhưng ngươi không cần lo lắng quan chủ của kim vân quang không đủ để ta đặt trong mắt hơn nữa còn có từ lũy cùng ta đi theo. Các đông hút đáp lời, tự tin. Lô Minh biết rằng các đông hút không phải là người đơn giản như hắn từng nghĩ, và không phải là người ở cấp bậc như hắn có thể nhìn thấu. Nếu sau khi nhắc nhở mà các đông hút vẫn kiên quyết đi, điều đó có nghĩa là trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy, Lô Minh không tiếp tục khuyên can, chỉ gật đầu và nói, vậy ngươi hãy cẩn thận, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho ta. Được rồi các đông húc biết lô minh có ý tốt đương nhiên sẽ không chế nhạo hắn vì không hiểu được sức mạnh của mình mà chỉ gật đầu trong lòng cảm thấy ấm áp sư huynh ngươi và tắc tính ở lại dưới chân núi đi các đông húc nói với dương ngân hậu và tắc tính trên xe tải quân dụng chứa nhiều bảo vật mặc dù có lính canh gác chắc chắn không ai dám động đến chúng nhưng vẫn có thể xảy ra tình huống bất ngờ để dương ngân hậu và tắc tính ở lại dưới chân núi là một lựa chọn an toàn hơn nữa, đối với Kim Vân Quang, không cần phải huy động quá nhiều người, chỉ cần có các đông hút và từ lũy, một người đại diện cho chính quyền, là đủ. Dương Ngân Hậu và tắt tín hiệu ý của các đông hút, gật đầu nói, ngươi cứ đi thôi. Các đông hút cũng gật đầu, sau đó dẫn theo cha mẹ cùng từ lũy và một thuộc hạ tên Mâu Tuấn Phong, ngồi xe díp hướng về Kim Vân Quang. Trên xe, dưới sự hỏi han của các đông hút, vợ chồng các thắng minh kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi xảy ra tai nạn xe cộ. Nghe cha mẹ kể lại, trong lòng các đông hút càng dâng lên sát khí đối với Diệp Tân Hạo, bởi hắn chính là kẻ chủ mưu của tất cả. Cảm nhận được sát ý của các đông hút, từ lũy trong lòng âm thầm lo lắng, biết rằng Kim Sơn Phái nếu thực sự thông đồng với Diệp Tân Hạo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kim Vân Quang nằm ở giữa sườn núi, xe jeep chỉ mất vài phút đã thấy xuất hiện mái ngói xanh và tường vàng theo thế núi Phật phồng xung quanh là những rặng trúc tiếng rậm rạp xen lẫn là những cây tùng bách cao lớn tạo thành một cảnh quan trù phú bên trong là những tòa nhà cổ kính với mái ngói xanh và tường vàng toát lên vẻ huyền bí một cổng tò vò hình vòng màu vàng có mái công uốn lượng như rồng nhưng cửa lớn lại đóng kín bằng hai cánh cửa gỗ đỏ thắm trước cửa còn có tấm bản ghi du khách dừng lại xe jeep dừng lại bên ngoài tường vàng. Mọi người xuống xe. Không cần đợi các đông hút ra lệnh, Mô Tuấn Phong đã nhanh chóng bước tới đẩy mở cánh cửa gỗ đỏ. Cửa lớn mở ra, bên trong là một sân lớn, có hai đạo sĩ đang quét lá. Thấy nhóm các đông hút đi vào, họ cao mày, giọng cậy mạnh nói, không thấy bảng bên ngoài sao? Mau đi ra ngoài. Các đông hút nghe xong những gì cha mẹ kể trên xe, trong lòng đã dâng lên cơn giận, thấy hai đạo sĩ này rõ ràng là người tu hành nhưng lại không có chút khiêm tốn của người tu hành ánh mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo hắn lắc người một cái tiến lên và nhẹ nhàng đánh vào lưng hai người cả hai lập tức như rơi vào hầm băng đứng yên tại chỗ không thể cử động chỉ còn đôi mắt trong hốc mắt hoảng sợ nhìn xung quanh sau khi chế ngự hai người các đông hút không thèm để ý đến họ nữa chỉ nhàn nhạt nói đi theo ta rồi hắn thông thả bước qua sân Hậu viện của Kim Vân quan rộng lớn hơn tiền viện rất nhiều, tựa như một thế giới khác. Đình đài lầu cát, khúc lan uống lượng, hoa viên giả sơn hiện lên khắp nơi, dễ dàng khiến người ta lạc lối nếu chưa từng đến đây. Tuy nhiên, các đông hút lại như đã quen thuộc với nơi này từ lâu, như thể hắn đang bước đi trong nhà mình, thông dong bước qua những con đường mòn quanh co giữa rừng trúc, đi qua các phòng nhỏ trong hậu viện. Trên đường, họ gặp một vài người, nhưng những người này chỉ nhìn các đông hút với ánh mắt kỳ quái phỏng đoán thân phận của họ vì bình thường cũng có một số quan chức cấp cao đến đây bái phỏng quan chủ tuy nhiên những người này chủ yếu đi vào từ tiền viện trong một tòa kiến trúc cổ kính với mái ngói xanh và tường vàng một ông lão mặc đạo bào đang ngồi trên ghế thái sư trong tay cầm một chiếc nhẫn phỉ thúy và một vòng tay nhìn đi nhìn lại hai bên lão già ngồi vài người có người mặc thường phục cũng có người mặc đạo bào diệp tân hạo cũng có mặt ngồi dưới một người trung niên mặt đầy kính cẩn nhìn hắn lão. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.